Hi, xin chào tất cả các bạn. Ở video này mình chia sẻ với các bạn hai thủ thuật. Một là thủ thuật làm sao để thay đổi mã head của một file cứng đầu. Hai là chúng ta ẩn ổ x cho nó mất luôn. Ẩn ổ x là như thế nào? Rất là hấp dẫn các bạn nha. Thì sau đây chúng ta đi vào hai thủ thuật. Rồi, về vấn đề mã head thì có những file chúng ta có thể thay đổi được và có những file chúng ta không thay đổi được. Vì sao thay đổi được và không thay đổi được? Vì có những cái file á, mình ví dụ file hệ thống, khi mà các bạn đổi á, có khả năng nó cũng chiếm tỷ lệ thấp, là nó không hoạt động được như bình thường. Và những cái file ESA thì nó cũng có khả năng tương tự như vậy. Nhưng mà làm sao để chúng ta làm cho nó hoạt động được bình thường mà nó thay đổi luôn được mã head, đó mới là điều quan trọng các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào thủ thuật chính. Đây là cái file gốc, có cái tên anh Hoàng Khiển Computer đây các bạn nha. Rồi đây là cái file mình đã đổi rồi. Cái file gốc thì các bạn khi mà xem bên trong cái ruột file thì nó như thế này đấy. Còn cái file bên đây thì các bạn xem bên trong mình đã ẩn, đây ẩn cái file bản quyền trong đây đấy, các bạn thấy không? Đấy, đó là cái điểm khác biệt. Rồi bây giờ mình xóa cái file này đi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lấy cái file này để mình làm một cái bản quyền nào đó. Mình ví dụ mình mở cái file bản quyền này, mình đã chỉnh sẵn là cái trang web, hai cái trang web của mình. Khi mình click đôi vào thì hai cái trang web nó sẽ chạy ra, nó hiện ra, thì rất là tiện cho chúng ta để ép cái bản quyền của các bạn đấy. Thì bây giờ mình sẽ ép cái file này vào đây, ép file này vào đây. Rồi bây giờ để ép được thì chúng ta đóng gói file nén. Nếu các bạn muốn đổi mã head không thì chúng ta không cần phải đóng gói file nén, nhưng mà các bạn muốn cho thấy cái bản quyền cái file này nó chạy á, thì bây giờ mình làm thử đi ha. Một, đầu tiên là mình chỉ thay đổi mã head thôi. Bây giờ mình cho các bạn xem cái mã head của cái này đấy. Rồi rồi bắt đầu mình sẽ copy một cái file này, copy ra một cái file khác để mình làm nó nha. Rồi đây, rồi mình sẽ đổi định dạng là 001. Thì nói chung là cũng tương tự cái mấy cái hai thủ tục trước thôi, hai thủ tục gần nhất đây các bạn nha. Rồi bây giờ cái này mình sẽ đổi lại là 002. Đây 002. Rồi xong, mình dùng chương trình Joy để mình nối file các bạn nha. Mình nối thấy cái file số 1 kéo thả vô đây. Rồi mình nối thì nó sẽ chạy ra cái file đây. Rồi. Đây, rồi ok, là mình sẽ coi lại cái mã head hồi nãy, mã head của file nãy đâu rồi. Đây rồi bây giờ mình sẽ kéo thả cái file này vô đấy. Các bạn đã thấy ha, nó đã thay đổi mã head hoàn toàn đấy, thấy chưa? Đấy, rất là hiệu quả. Cách này các bạn có thể áp dụng cho rất rất là nhiều file khác nhau, rất rất là nhiều luôn các bạn nha. Còn cái việc mà để cho thấy được cái file bên trong á, cái này là nó khóa luôn nè, các bạn thấy không? Nếu mà làm như thế này đó là chúng ta khóa luôn, là không cho người ta xem được cái file bên trong, những cái file nội dung bên trong như thế này luôn. Đó đó cũng là một cái cách hay để chúng ta muốn ẩn ẩn giống như là giấu luôn á, giấu là giấu bí kíp luôn á, chơi là giấu giấu luôn á. Rồi cách thứ hai là chúng ta xả cái file này, chúng ta đóng gói thành cái file nén. Đây, đóng gói thành cái file nén các bạn ha. Rồi mình coi lại coi đúng đúng chưa nè. Ý lộn, cái này là CMD, CMD các bạn nha. Rồi mình để lại ra tấm CMD. Đây CMD. Rồi coi một lần nữa cho chính xác. Đây là đúng là CMD ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói nó lại. Đây, mình đóng gói ra đi. Nãy giờ mấy thủ tục trước toàn là đóng gói zip không à. Giờ mình đóng gói ra nè, khỏi bát luôn. Các bạn đặt bát vẫn được nha. Rồi ok. Xong. Rồi bây giờ mình đổi lại thành cái file giống cái tên này. Đấy, mà đổi thành số 2 thôi. Rồi lộn rồi. Bấm dán không, bấm bấm copy. Rồi, số 2 các bạn nha. Rồi, ok, số 2. Rồi bây giờ mình sẽ nói file lại. Đây, kéo thả vào. Rồi. Mình bỏ file này đi. Đấy. Để đi, để so sánh chứ bỏ cái mình khó so sánh các bạn nha. Rồi bây giờ mình đổi tên nè, nó thể hiện ở đây các bạn nha. Rồi đâu rồi, đổi tên file phải đặt nữa hả, lung tung vậy. Thôi bây giờ như vậy đi, đổi cái tên này đến cái đi. Rồi đổi đại đi, bấm cái này đi cho nó lẹ các bạn nha. Rồi
Đấy, đây, đây, đây là cái file thứ hai. Cái file đầu á, là chúng ta không thể xem nội dung bên trong. Đấy, nhưng mà cái file thứ hai là chúng ta xem được cái nội dung bên trong. À, đó, đó là cái điều khác biệt các bạn ha. Rồi, chúng ta click click đo vô nè. Đấy, các bạn thấy không? Click đo vô thì nó vẫn chạy hay chưa? Nó vẫn chạy tính năng bên trong bình thường. Còn hồi nãy mình ghép trực tiếp, mình không đóng gói, không có nén file lại thì nó sẽ khóa luôn cái file. Rồi, tất nhiên là cái file này nó cũng sẽ khác cái mã hép các bạn nha. Hai file này nó đều khác mã hép nhau. Đây nè, cả ba file luôn nè. File này khác nè, file này khác nè, file gốc nè. Đấy, các bạn thấy không? Ba file đều khác nhau hết cái mã hép ha. Đấy, mã hép đây nè, đấy. Đó, đều đều khác nhau hết. Đấy. Rồi, ok, xong cái phần là đổi mã hép của file. Thì tất nhiên các bạn có thể dùng cách này làm tương tự với rất là nhiều file khác ha. Rồi chúng ta đi tiếp cái phần mà làm sao để ẩn luôn cái OX và mình muốn giới thiệu thêm để cho các bạn có thêm một cái hay nữa là chúng ta làm sao để mở mặc định trên WinBE là thường là chúng ta mở bằng cái Explore các bạn thấy không? Đây mình mở nè, click vô trang web là Explore nó mở nè, Internet Explore nó mở nè, đấy. Còn bây giờ nếu mà trên Windows thì rất là dễ các bạn nha, còn cái này WinBE thì nó hơi khó, thành ra là chúng ta dùng một cái thủ thuật nhỏ, ví dụ các bạn cài cốc cốc hoặc Chrome xong đi ha, rồi các bạn truy cập vào cái đường link gốc của nó. Đây mình đã copy cái file nó rồi, thành ra nó đã mất cái file gốc rồi, mình phải lấy cái đường dẫn trước đó, một cái đường dẫn đây các bạn dán cái lộn dán dán vô đây. Đây, rồi mình enter. Đây, các bạn thấy không? Đây, cái đường dẫn của cốc cốc đây các bạn nha. Đây là cái bộ cài cốc cốc nè. Nhưng mà mình đã lấy cái file nó rồi. Đây, cái file ASA thì nó nằm đúng vô cái đường dẫn tùy tùy theo cái Windows hoặc là WinBE mà đặt cái tên ở đây như thế nào mà nó thay đổi cái tên khác nhau các bạn nha. Rồi, miễn sao chúng ta vô đây, chúng ta lấy hết tất cả các file của cốc cốc mà đã cài hoặc Chrome hay là những cái Omega hay cái gì đó linh tinh đó, các bạn cắt nó hết đi, thành Ctrl A đi ha, thành Ctrl A rồi chúng ta cắt hết đưa vô cái đường dẫn của cái Explorer này. Đấy, chúng ta đưa vô như sau, thì chúng ta vô ổ X, vô X nè, rồi chúng ta vô RAM file. Đấy, các bạn tìm cái mục Explorer, Internet Explorer. Đây, các bạn dán vô hết hết vô đây luôn nha. Đấy, các bạn thấy không, mình đã đẩy vô hết luôn nè. Đấy, đây nè, đây là cái cốc cốc đây nè các bạn nha. Đây con cốc đây. Rồi các bạn có thể là xóa xóa cái Explorer này đi ha, xóa xóa đi, hoặc là đổi tên file lại. Ví dụ mình để cái này là gốc đi ha, là các biết là cho phân biệt được cái file gốc. Rồi cái cốc cốc, cái thằng này là nó cốc cốc các bạn nha, thằng này là cốc cốc chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải là Explorer đâu. Hồi nãy mình ví dụ nháp á, đây đây, hồi nãy là nó cốc cốc như nè, đấy đấy ấy, quên, hồi nãy nó chưa browse browser, nó là browse các bạn nha chứ không phải cốc cốc. Đây, xin lỗi các bạn, đâu rồi, để mình lui lại cái đường dẫn gốc nó coi. Đây nè các bạn nha, lấy lại cái đường dẫn này đi. Đấy, do nó hiện tại nó bị mất cái đường dẫn của OX rồi, thành ra là mình lấy đây, nó là cái file cốc cốc cài xong là nó có tên này nè các bạn nha. Đấy, chứ không phải là cốc cốc à, xin lỗi mình nhầm. Rồi đấy, nó là như vậy đó. Thì để mà cho nó chạy được thì tất nhiên là chúng ta phải đổi đúng cái tên Explorer này ha, thành cốc cốc đổi thành cái tên này, nó hồi rắc rối luôn đó. Rồi đó, rồi xong cái biểu tượng nó tự đổi các bạn nha. Cái này cái quy luật nào giờ rồi, trên Windows gốc cũng vậy, Win 10 cũng vậy, Win 10 UEFI bản mới nhất cũng vậy, nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta click thử nè. Đấy, đấy các bạn thấy không, nó mở với công cốc hay chưa đó. Trên WinBE hay được cái này, nếu mà các bạn ứng dụng áp dụng vô đây thì chúng ta sẽ mở mặc định với cái file CMD, file chấm bát mà có cái link web thì nó sẽ mở bằng cái trình duyệt này, hoặc là chúng ta tìm thử HTML chấm
HTML đây đấy, các bạn mở HTML ha, đây click đôi vô thì nó sẽ mở bằng góc góc luôn đó, rất là hay các bạn ha. Đấy là cái lợi ích của chúng ta dùng thủ thuật này là như vậy. Và bên cạnh đó thì nó làm thay đổi luôn cái việc mà OX các bạn nha, nó giống như nó ẩn OX luôn, khi mà mình thao tác như thế này rồi OX nó mất luôn, các bạn thấy không, không thấy OX nè. Nhưng mà chúng ta dùng lệnh thì nó vẫn ra, ví dụ dùng lệnh system drive %%, system drive %%, enter đấy, các bạn thấy không, nó vẫn ra, có nghĩa là cái lệnh nó không có bị lỗi gì hết ha, nó vẫn ra được cái đường dẫn này, chứng tỏ là chúng ta có thể ứng dụng được một cách rất là hay. Ví dụ chúng ta muốn giống như là giấu nghề, giấu gì đó không biết, nhưng mà chúng ta ẩn luôn OX thì rất là hay các bạn ha. Đó cũng là một cái cách để chúng ta làm giống như là một cái WinBA nó độc quyền của các bạn đấy. Thì khi mà chúng ta vô được OX rồi thì các bạn có thể tạo được cái file xuất cắt nè, ví dụ mình xóa cái file này đi đấy, các bạn kéo nè, để chuột trái kéo thả nè đấy không, chúng ta lấy cái shortcut này để chúng ta thả ngoài desktop trên VBA để cho mọi người dễ truy cập luôn cũng được, tùy, nói chung là các bạn sáng tạo như thế nào cũng được ha. Nhưng mà cái lợi ích của thủ thuật này nó mang lại cho chúng ta là chúng ta ẩn OX là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta dùng được cái trình duyệt web mở mặc định như ý muốn, là đó là hai cái vấn đề chính rồi. Rồi hy vọng qua thủ thuật này chúng ta trải nghiệm thêm nhiều cái tính năng thú vị về cái WinBA. Vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.